bỏ rơi phần chết, dưới thân cảm xúc được tử không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lộ vật. Vị chánh đẳng chánh giác thuyết giảng về con đường, con đường không sầu muộn, con đường không cố quý. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Cảm ơn Huynh Quá Thanh A Tô Bất Tài ạ. Và xin mời Sư Sư Mai ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Trần Đạo Sư Mai. Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp trình đọc kinh Tiểu Bộ Uttika chương 3 ba phẩm 3 bài 123 tựa số 3 đoạn 4 câu 61. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp, đoạn diệt an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Chúng sanh đi đến sắc, đi đến sắc, có chúng trú vô sắc, không quán tri đoạn diệt, họ đi tái sanh. Nhưng những ai lìa sắc, không an trú vô sắc, chính trong sự đoạn diệt họ đạt được giải thoát. Các người như vậy, các hạng người như vậy, họ bỏ rơi thần chết, với thân cảm xúc được bất tử không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lậu hoặc. Vị chánh đẳng chánh giác thuyết giảng về con đường không sầu muộn, con đường không cấu quế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nó đến và nghe. Dạ. Kính mời Ái Minh. Thế Ái Minh đưa tay. Dạ, kính mời Ái Minh ạ. Dạ, sa thú làm thay chị Mai. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng con, kính đảnh lễ tòa minh hạnh và cô tử tuệ duyên, cô tu nữ cả. Xin chào quý anh chị. Không nét được trả bài ạ. Kinh Tiểu Bộ Ý Tá chương 3 pháp chi ta. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc. Thế Tôn ý này, ở đây điều này được nói đến. Đi đến có đắc, không quán chi đoạn diệt, họ đi đến tái sanh. Những ai liệu tri sắc, không chú đắc, chính trong sự đoạn diệt họ đạt được giải thoát. Các hạng người như vậy, họ rơi thần chết, với thân cảm xúc được bất tử không sanh y, được xả ly, chứng hoặc đặng chánh giác thuyết giảng về con không sầu muộn, con đường không cấu uế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, em đã trả bài xong, kính mời chị Cẩm Vân tiếp theo ạ. Em kính mời. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sư Ái Minh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ Giáo Pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng.
Con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Hút Tá Cá, chương 3, Ba Pháp. Phẩm 3. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Nát trị theo các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp đoạn diệt an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Chúng sanh đi đến sắc, có chúng trú vô sắc, không quán tri đoạn diệt. Họ đi đến tái sanh. Những ai liễu tri sắc, không an trú vô sắc, chính trong sự đoạn diệt họ đạt được giải thoát. Các hạng người như vậy, họ bỏ rơi thần chết, với thân cảm xúc được bất tử không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lậu hoặc, vị chánh đẳng chánh giác, thuyết giảng về con đường không sầu muộn, con đường không cấu quế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Và cấm dân đã đọc bài xong. Dạ, kính mời bàn tay của huynh. Dạ, sa thu lành thầy, cảm ơn Sita Cẩm Vân. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được đọc kinh Tiểu Bộ Ý Tí Hút Tá Cá, chương 3, Ba Pháp, phẩm 3. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp đoạn diệt an tịnh hơn các pháp vô sắc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Chúng sanh đi đến sắc, có chúng chú vô sắc, không quán tri diệt. Họ đến tái sanh, những ai liễu tri sắc, không an trú vô sắc, chính trong sự đoạn diệt họ đạt được giải thoát. Các hạng người như vậy, họ bỏ rơi thần chết, với thân cảm xúc được bất tử không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lậu hoặc, vị chánh đẳng chánh giác, thuyết giảng về con đường không sầu muộn, con đường không cấu uế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong. À, có thấy cô tu nữ Tuệ Duyên giơ tay, cô đã bị rớt rồi. Chị bị rớt mic. Dạ, thấy cô Tuệ Duyên đã trở lại room. Dạ, kính mời cô Tuệ Duyên tiếp theo. Dạ, sa thú lành thân. Dạ, xin hỏi đạo tràng có nghe âm thanh tử không ạ? Dạ, cảm ơn chị Hoàng Ngân. Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. À, thân, dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc. Hồi nãy giờ tự nhiên không có chút máy. Dạ. Kinh Tiểu Bộ Chương 3, Ba Pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp đoạn an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Chúng sanh đi đến có chúng trú vô sắc, án tri đoạn diệt,
họ đi đến tái sanh. Những ai liễu tri sắc, không an trú vô sắc, chính trong sự đoạn diệt họ đạt được giải thoát. Các hạng người như vậy, họ bỏ rơi thần chết, thân cảm xúc được bất tử, không sanh tử, không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lậu hoặc, vị chánh đẳng chánh giảng con, thuyết giảng về con đường, con đường không sầu muộn, con đường thế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, tự nhiên đã đọc xong. Dạ, bây giờ tự nhiên nãy giờ cũng không có trước máy, là chưa thấy bàn tay của vị nào. Dạ, kính mời Nhật Quỳnh. Dạ, tự nhiên xin xuống mic ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn rất rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bích Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Pháp Tăng cùng chị Tâm Đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài tiểu bộ kinh ạ. Dạ, cảm ơn Minh Bách Thanh Ái cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, chương 3, ba pháp phẩm 3, bài 73. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Thì các tỷ kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn là các sắc pháp. Đoạn diệt an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Chúng sanh đi đến sắc, có chúng trú vô sắc, không quán tri đoạn diệt, họ đi đến tái sanh. Những ai liệu tri sắc, không an trú vô sắc, chính trong sự đoạn diệt đạt được giải thoát. Các hạng người như vậy, họ bỏ rơi thần chết, với thân cảm xúc được bất tử, không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lậu hoặc, bị chánh đẳng chánh giác, thuyết giảng về con đường, con không sầu muộn, con đường không cấu ế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, bạn chánh văn đến đây chạy chấm dứt. Dạ, con thấy có Thượng Tòa Pháp Tăng vào đạo tràng rồi, nhưng con chưa thấy có vị nào mới để vào đạo tràng ôn bài. Con xin phép với sư là cho con thỉnh pháp sư, rồi thỉnh sư lên để chúng con học sớm vài phút. Nếu mà sư có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu à. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Vinh Quát Tha Ná, cảm ơn Sức Sương Mai, Sức Trần Đạo và Sức Rạng Đông Vinh đã cấm, đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ, bây giờ đạo tràng không có tín hiệu của sư. Dạ, đạo tràng và quý vị có đồng ý cho Nhật Bình thỉnh pháp sư sớm không, để sư trở lại làm máy là mình học bài liền. Dạ, cảm ơn Rạng Đông và cảm ơn anh chị Phan Văn Liêm cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng pháp sư trước khi chúng ta được học bài mới ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ, nam mô Tham Ma. Dạ, nam mô Sang Kha. Dạ, nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam sam bu da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thổi không mòn, ai những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đồng tự biên. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn Minh Bách Thanh Á cho bài học mới. Khi chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc chính văn. Dạ, quý vị cho Nhật Quỳnh 30 giây. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Dạ, cảm ơn Rằng Đông. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3, ba phẩm 3, bài 74 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? U sanh, tùy sanh, liệt sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào u sanh? Ở đây, này các tỳ kheo, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sắc sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Người con, còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới theo pháp lành như vậy. Này các tỳ kheo, người con ấy được u sanh. Bà này các tỳ kheo, thế nào là người con trai tùy sanh? Ở đây, này các tỳ kheo, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giới theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nhà
con xin đọc lại. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Như vậy, này các tỳ kheo, là người con tùy sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, này các tỳ kheo, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Và người con của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sắc sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Như vậy này các tỳ kheo, là người con liệt sanh. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này có mặt xuất hiện ở đời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến bậc hiền chỉ ước muốn con trai ưu tùy sanh, không ước muốn liệt sanh một gánh nặng gia đình. Đời có những con này trở thành nam cư sĩ, sống đầy đủ tinh giới, biết nghe lời người khác, xa lìa sự sang tham. Những người con như vậy như trăng thoát đám mây, chói sáng giữa hội chúng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và bản kinh văn đến đây là chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và dạ, chưa cho con một tín hiệu, con kính dân bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học cái bài số 74 La Mã. Cái bài hôm nay thì nó không có khó, chỉ nói trong những cái sự thông thường ở trong cái đời sống giữa cha mẹ và con cái thôi. Thì ở đây có ba cái, qua cái phần chánh kinh mà cô Nhật Quỳnh đọc đó, thì có ba cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Thứ nhất là nói về ưu sanh. Ưu sanh có nghĩa là người cha mẹ, cha và mẹ đó, không có quy tam bảo, không có thọ trì ngũ giới, nhưng mà người con thì có thực hành tam quy ngũ giới, có quy tam bảo, đó là ưu sanh. Cái thứ hai là tùy sanh, tức là cha mẹ có quy tam bảo, rồi con cũng có quy tam bảo, thọ trì ngũ giới đầy đủ, đó là tùy sanh. Cái thứ ba nữa là liệt sanh. Liệt sanh ở đây đó là cha mẹ đó là có quy tam bảo, nhưng mà con không có quy tam bảo và không có thọ trì ngũ giới, đó là ba cái trường hợp như vậy. Thì trước khi bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị tam bảo để tóm tắt để sẽ dạy. Arahant Samma Sambuddha Kawana Apikwadeemi nhất tâm đảnh lễ để Đức Thế Tôn A La Hán chánh đẳng giác đấng thiên nhân sư vị trí vẹn toàn Xoa Kha Ga Quá Ta Tham Mô Na Sa Mí
tâm đảnh lễ do Đức Thế Tôn khéo thuyết đạo khai ly khổ Satipanno phá các sao cô sang namasa mi biết tâm đảnh lễ chư tâm các thánh hoặc phàm là mô phạm quân phước đi thiên và nhân loại nguyện tam bảo tam hộ cho chư tôn đức quý cô tu nữ quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô quý vị rõ hỏi rõ đấy là vị mà đức quả nói rõ chưa? Dạ cảm ơn Dương Nguyễn, nghe rõ hả? Rồi nếu mà quý vị nghe rõ thì chúng tôi sẽ nói ở đây đó thì Phật có nói trong ba cái trường hợp. Phật dạy ở đây đó là ba trường hợp. Tức là cái hạng thứ nhất là hạng ưu sanh. Ưu sanh tức là mình nói nó ưu thắng hay là nó cao đó, nói chung là cao quý. Thì ở đây ở trong cái nghĩa là ưu sanh. Bản dịch là dịch như vậy, nhưng có nghĩa là ở đây đó thì cha mẹ không có quy tam bảo và không có thọ trì ngũ giới, nhưng mà người con á, ngược lại đó là có quy tam bảo và có thọ trì ngũ giới. Thì ở đây á, các vị thấy rằng là tiêu biểu và căn bản của cái người Phật tử trước tiên đó là phải có quy tam bảo, rồi phải tối thiểu là phải giữ năm điều giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu và các cái chất say, là như vậy. Thì bây giờ khi mà mình nói đến quy y tam bảo đó, quý vị thấy rằng đó là sự thật ra đó thì ở buổi ban đầu ở trong giáo pháp Đức Phật á, là cái chuyện mà để trở thành một cái vị mà ở giai đoạn đầu đó, để mà trở thành một cái vị tỳ kheo đó, hay là một vị xuất gia đó, thì là chỉ là quy y tam bảo. Cho nên cái việc mà quy y tam bảo là rất là quan trọng. Trước tiên đó là chúng ta nói là đem cái lòng kính ngưỡng đối với quy ngưỡng, kính ngưỡng đối với Phật Pháp Tăng. Phật á, là một bậc đã giác ngộ, chúng ta biết rồi, đối với Đức Ngài có những cái đức tính như là trong kinh Trung Bộ Ngài đã nói rằng đến khi nào
giữa cái thế giới ma vương phạm thiên, chư thiên, sa môn, bà la môn, như chứng ngộ về bốn sự thật chứng ngộ. Cho đến khi ấy, Như Lai chưa có tố Như Lai là một bậc chánh giác. Và cho đến khi nào Như Lai tự chứng ngộ bốn sự thật là tứ, với cái thế ma vương phạm thiên ôn bà thiên, Như Lai tuyên bố là như lĩnh đẳng chánh. Thì ở đây đó chúng ta rằng, đối với một vị Phật mà giác ngộ, Đức Phật thì nói đến thập thực trí, nói đến ba đức, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ đến ba căn bản của Đức Phật. Một khi Đức Phật có cái lòng từ bi rộng lớn đối với tất cả, trong không phải là người thân hay là kẻ sơ, mà ở đây đó là Đức Phật luôn luôn có cái lòng từ bi. Thì từ bi những cái hại đưa là Đề Bà Đặt cho U Lai, rồi chậm hoặc là rưỡi Đức Phật cho trên lăng đập đến giờ đa mình, Đức Phật có đến chúng ta là vẫn có cái lòng từ bi như vậy. Cho nên là trong mọi trường hợp, bất cứ một chúng sinh nào mà có cái duyên lành đối với Phật Pháp thì Đức Phật sẽ là một cái người tiếp độ người đó. Cho nên Đức Phật luôn luôn có cái lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Cái từ bi ở đây đó là khác với cái tâm từ, nó khác với cái lòng ái. Ái là thí dụ như là mình thương con mình, mình thương một người nào đó, thì đó là sự dính mắt, dính mắt. Còn lòng từ đó thì cũng là thương, nhưng không có cái sự dính mắt. Mặt trái của lòng từ, cái kẻ thù mà trực tiếp đối với lòng từ đó thì đó là ái. Nhưng mà trực tiếp với lòng từ đó là sân, nhưng mà gián tiếp với lòng từ đó là ái. Cho nên là ở đây ái là dính mắt, còn tâm từ thì không có, không có sự dính mắt. Chúng ta phân biệt được cái chỗ lòng tâm từ và cái ái luyến, cũng là cái sự thương, nhưng mà thương có dính mắt, đó là ái. Mà thương á thì không có dính mắt, đó là lòng từ. Cho nên cái việc này đó, nhiều khi chúng ta nói rằng là cha mẹ có lòng từ với con, thì ở đây chúng ta lấy một cái đức tính, một cái đặc tính của lòng từ để chúng ta nói thôi. Nhưng mà sự thật ra đó là cái tâm từ đối với một người tu tập tâm từ, hoặc là tâm từ của Đức Phật đó, thì nó không có giới hạn, không có giới hạn và không có ái chấp, không có dính chấp. Như vậy thì Đức Phật có lòng từ đối với tất cả chúng sanh, và ngay cả từ khi mà Ngài phát nguyện để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, rồi tu 20 A tăng kỳ kiếp theo hạnh trí tuệ đó, thì chúng ta thấy rằng là Ngài đã có lòng từ từ đó, là khi còn là Bồ Tát. Và đến khi mà Ngài phát nguyện thành Phật, để mà sau này thành Phật đó, thì Ngài tiếp độ chúng sanh. Cho nên là cái người mà quy ngưỡng Đức Phật là cái người nương tựa ở nơi một vị Phật, Phật một bậc giác ngộ, mà một cách có được cái đức rớt. Là đức, tức là nói đến cái
cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, xa lìa. Cho nên có một họ Đức Phật La Môn xin lỗi cái ông Bà La Môn Kê Sáng, thì gặp Bà La Môn. Bà La Môn này hỏi Đức Phật tại sao Đức Thế Tôn là có ngũ nhãn sáng suốt vậy, tức là có tướng hào quang, rồi có tướng đẹp, tướng hảo, rồi có cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vậy, là tướng của bậc đại nhân á. Thì ông Bà La Môn này hỏi Đức Phật là thầy của ngài là ai, rồi ngài tu cái pháp gì được như vậy, và ngài có phải là ma hay là thiên thần hay không. Cái thời bấy giờ thì một vị ẩn sĩ nào gặp một vị sa môn nào không ở đây đó, và ta chỉ chung những cái mà vào thời kỳ là những người có gia đình và sống vô phước, và sống một cái đời không có gia đình, không có gia sản gì hết, vô phương đây đó, thì đó là được gọi là những vị sa môn. Cho nên nói Đức trong đạo Phật sử dụng cái từ sa kinh Bali, sử dụng nhiều sa môn giáo hay là Phật giáo, và trở ở đây chứng tu tập, đã tu tập những gì cần biết Như Lai đã biết, có nghĩa là trong tứ đế khổ đế Đức Phật đã biết, tập đế là phiền não ái tham Đức Phật đã đoạn trừ, nói chung cách khác là tham sân và si Đức Phật đã đoạn trừ. Những gì cần chứng đắc thì ngài đã chứng đắc niết bàn, rồi những gì cần tu tập thì ngài đã tu tập, có nghĩa là đạo đế ngài đã thực hành trọn vẹn. Cho nên vượt lên trên những đó, điều đó Như Lai được gọi là bậc chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy thì cho chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, ngài cái lòng tịnh đức rất là lớn, tức là cái lòng thanh tịnh, diệt trừ phiền não, không còn tham sân si, dù ở nơi chốn đông người hay là một cái nơi mà vắng vẻ. Thí dụ như nhiều khi á, có những người giả bộ như là có người thì ra vẻ thu thúc đạo hạnh, nhưng mà rồi đến khi không có cái chỗ, không có người chỗ vắng thì không có cái sự thu thúc, không có một đạo hạnh chút nào. Đối với Đức Phật thì dù cái chỗ đông người hay là phồn hoa đô hội hay là cái chỗ thâm sơn cùng cốc thì Đức Phật vẫn là có cái tâm thanh tịnh, tức là đã diệt trừ phiền não. Cho nên đó, nhiều khi là chúng ta thấy rằng là ma vương theo dõi cái tâm của Đức Phật mà cũng không thấy được cái lỗi lầm của Đức Phật trong một thời gian dài, bởi vì điều này cũng không có cái gì mà để cho chúng ta khó hiểu đó. Thì tâm tánh hoàn toàn thanh tịnh, không còn tham sân si nữa, cho nên tìm sao mà ra lỗi lầm được. Đó là điều mà chúng ta thấy. Cái thứ hai, thứ ba nữa đó, thì Đức Phật có một cái trí đức. Trí đức ở đây đó là giống như cái thập lực trí vậy đó. Nói cho một cách khác là cái sự thông hiểu về cả cái thế giới này, cái thế giới mà liên quan đến thân năm quẩn của sinh. Quý vị còn nghe không ạ? À? Xin hỏi là quý vị còn nghe không ạ? À? Dạ, sở dĩ chúng tôi hỏi như vậy đó là thấy làm như là có cái tín hiệu nó bị rớt. Quý vị nghe được là tốt rồi. Đức Phật ngày có cái điều đó là có một cái sự chính tri, tức là hiểu rõ được liên quan đến thân tâm quẩn của chúng sanh.
giới là nội tại chúng ta, tức là mỗi chúng sanh đó hầu như là chúng sanh có đầy đủ năm quận, chỉ một trường hợp khác hiểu được sự vận hành đó, rồi ngài thuốc được cái thế giới xung của chúng ta, nói thế giới quan là 31 cõi này, từ cái nghiệp nào mà chúng sanh ở cõi đó, từ nào chúng sanh ở cõi này, kiếp nào chúng sanh nào chúng sanh ở cõi kia, vân vân. Đức Phật biết có sự hiện hữu của tất cả chúng sanh tam giới này, đó thấu suốt. Đức Phật biết được cái pháp nào đưa đến cái sự thanh cho chúng Ngài biết được điều đó. Và Ngài biết được những cái pháp nào đưa đến cái sự thối đọ, đau khổ chúng sanh. Ngài biết rõ những điều đó. Đây đó là nói đến cái trí tuệ là một đặc của một vị bay nhất, tức cái trí của một như một người. Đức Phật lòng bởi Đức Phật có ba cái ân đức đó: bi đức, trí đức và tịnh đức. Còn nhiều phương diện chúng ta trình, chúng tôi chỉ hai nữa là chúng ta sở dĩ làm sao pháp nguyên đây đó đem lập và tại chúng ta đức, chúng tôi giáo. Và Đức Phật á, là một cái vị tìm ra cái giáo pháp này, tìm ra cái tất cả cái sự vận hành của thế giới này, các pháp này, rồi á, là cũng chính giáo pháp này để làm nên cái quả vị Phật này. Cho nên là Đức Phật là một bậc giác ngộ về giáo pháp, nhưng mà giáo pháp tạo nên cái quả vị Phật đó. Cho nên chúng ta biết là như vậy. Thì khi mình quy Phật có nghĩa là mình kính tin và thực hành theo lời dạy của Phật, lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng là ngày nay đó, có nhiều cái lời dạy phủ nhận đi cái lời dạy chính thống của Đức Phật. Bởi vậy điều đó cho chúng ta thấy rằng trong kinh nhiều loại, nhiều bài kinh Đức Phật đã nói rằng sao đó, có những điều mà phi pháp cho là pháp và pháp cho là phi pháp. Có những người chủ trương như vậy, thế là cũng có những người kính tin như vậy. Và Đức Phật nói ở trong kinh Tương Ưng Dụ Cái Trống, ở một làng nọ có một cái trống, và cái trống đó có hiệu lệnh quánh để đánh lên một hồi trống thì sẽ hội tụ, quy tụ lại những người ở trong làng đó. Nhưng mà rồi qua năm tháng đó, người ta đánh đi, cái da trống nó cũng mất đi, rồi cái thân trống nó cũng mất đi, chỉ còn có cái chốt trống. Cái chốt trống ở đây đó là nói đến một cái điều mà nó cốt lõi, và chính cái điều đó nó mới thật sự là tồn tại. Tồn tại. Như vậy thì ở đây đó, có thể nói một người quy pháp tức là hiểu và kính tin thực hành lời dạy của Phật. Cái thứ ba nữa đó là một người mà quy tăng, giống như mình nói là Buddhang Saranang Kacchami, Thammang Saranang Kacchami, Sanghang Saranang Kacchami, vân vân. Thì quy Phật, quy pháp, quy tăng tức là con xin đem lòng nương tựa ở nơi Phật, con xin nương tựa ở nơi pháp, và con xin nương tựa ở nơi tăng. Thì nương tựa tăng ở đây đó là chúng ta hiểu gồm có những bậc đã giác ngộ, các bậc thánh đã thanh tịnh, đã và đang thanh tịnh, hoặc là những vị tu hành chân chánh đang thực hành đạo lộ này. Cho nên là dù gì đi nữa thì bậc phàm và bậc thánh chúng ta nương tựa vào đó. Những bậc thánh á, thì đã, những bậc đã giác ngộ hoặc là đang giác ngộ giáo pháp này. Nhưng mà bậc phàm tăng là đang đi trên con đường này, con đường mà Đức Phật đã
đã vạch ra, đó là giới, định và tuệ. Mình đang thực hành cái con đường đó. Thì một người quy tăng tức là mình phải thấy được cái sự thanh tịnh của các bậc thánh, đệ tử của Đức Phật đã giác ngộ, và mình hiểu và kính tin như vậy. Cái thứ hai nữa là mình hiểu và kính tin những vị tu hành chân chánh đang thực hành theo lời dạy của Đức Phật, mặc dù chưa phải là bậc thánh. Bởi vì có những vị này đó là những vị mà tiếp nối với truyền thống của chư Phật ba đời. Những vị này đó có thể là truyền đạt lời cái giáo pháp mà chúng ta nghe, hiểu để thực hành. Cho nên đó, ngày về sau này đó là người ta lại chọn ra nhiều cái mà mình nghe rất là dễ. Đó là không cần quy Phật, không cần quy Pháp, không cần quy Tăng, không cần giữ giới, chỉ cần ở nhà được rồi. Đó là cái tu. Không cần đi chùa, không cần ngồi thiền, không cần gì hết. Ở nhà tu là được rồi. Còn biện minh cho một cái điều đó là tu tâm. Biện minh cho một cái điều gì đó gọi là tu tâm. Không cần phải ở đâu hết á. Tu trong tâm mình. Hỏi tu tâm là tu làm sao thì không giải thích được. Đó là điều mà chúng ta thấy nhiều. Giống như Tinh Lành á, chúng thấy rằng họ có tới mười mấy tông phái ở tại Việt Nam. Thì mỗi trong gia đình của họ là một cái hội chúng rồi. Không cần phải đến nhà thờ của Tinh Lành giáo. Không cần. Bất cứ ở chỗ nào cũng có thể được. Mình nghe nó rất là dễ. Rồi có một số người đó là bàn là không cần quy Phật, không cần quy Pháp, không cần quy Tăng. Là tu rồi. Chỉ có cái là mình ăn hiền ở lành, mình làm những điều gì chúng là được. Giờ gặp Phật Pháp Tăng, chúng tôi rất là sợ. Rất là sợ một điều đó là chúng ta phải phân biệt giữa cây bồ đề và cởi rước vô cây bồ đề. Cây chùm cởi bám vô cây bồ đề. Chúng ta là có nhiệm vụ là phân biệt được cái nào là đề nào đó là cây chùm cởi. Chúng ta thấy na ná vẫn là cây bồ đề à, rồi ta cũng lại là không có cái điều nương tựa. Và quý vị biết rằng tôi nhớ là ngày sợi thập niên 80 và thập niên 80 có một số người vượt vượt biên á, ta biết là mình đi qua lúc biên hay là mình qua bên Imo Malaysia đi ra biển á, những người thuyền á, đi ra biển mà gặp hải tặc mà Lan, tôi nghe chặt hải tặc người Thái Lan ở trên cái chiếc tàu nhân đó đó, họ phải là người cướp biển mà họ có thể giết người, họ có thể cướp của, nhưng họ không bao giờ đụng tới cái bàn thờ trong chiếc tàu. Ý chúng tôi muốn họ quan đến cái việc là quy mà rất là lớn. Thì ở đây trong trường cái điều đầu tiên, cha mẹ không có quy y, nhưng mà con lại quy y Tam Bảo. Cái thứ hai nữa là con á, có thọ trì ngũ giới hoặc là tám giới ha. Thân không tâm không tà hạnh, rồi khẩu không đối, vân vân. Rồi cái không có uống cái chất sắc. Bởi này là xem vậy, năm này ngày mà mình không có thực hành á, thì thường là đau sanh khổ. Năm cái giới của một cái người là có quy Tam Bảo, phải giữ gìn năm giới. Giới khi mà chúng ta giữ thì chúng ta xấu, chứ phải là tội chính hành. Cho nên nó có cái quả tương xứng là do cái hành vi xấu đó mà chúng ta tạo ra thôi. Cho nên chúng ta phải phân biệt được là khi mà chúng ta tạo ra cái nghiệp xấu thì chúng ta phải lãnh lấy cái quả bao sâu cho nên không có điều gì bắt buộc. Chỉ Đức Phật khuyên chúng ta là nên giữ năm điều đó thôi. Và năm điều này đó thì nếu mà mình giữ được tốt đó, thì nó lợi lạc cho mình trong đời sống hiện tại. Có người thì nói rằng con giữ giới không sát sanh được,
con giữ giới không trộm cắp được, con giữ giới không tà hạnh được, nhưng mà con không giữ giới nói dối được. Vì đặc thù của nghề nghiệp mà họ không giữ giới nói dối được. Hoặc là có người thì giữ không sát sanh được, không trộm cắp được, không tà hạnh được, không nói dối được, nhưng mà lại không được không giữ giới uống rượu và các chất xài. Vì đặc thù hay là vì cái gì đó mình không đổi thừa là đặc thù. Nhưng mà có một điều đó là vì tính chất công việc của họ mà họ không giữ được, tại là tâm của họ không quyết để giữ, hay là một điều gì đó mà họ cho rằng khó cho nên họ giữ không được. Thì ở đây đó tùy vào mỗi người. Và nếu như chúng ta giữ hết được trọn vẹn á, thì chúng ta sẽ tránh đi cái nghiệp xấu, và đặc biệt là chúng ta tạo được cái phước lành. Cái phước lành rất là lớn. Trong 10 cái thiện sự Bunya Kiriya Vattu mà thường thường các nhà sớ giải cho chúng ta biết, từ bố thí, trì giới, rồi tu tiến, cung kính, phục vụ, tùy hỷ cước, hồi hướng cước, rồi thính pháp, thuyết pháp và cải chánh tri kiến đó, thì trong 10 thiện sự đó, đó thì cái điều mà giữ giới á, lại là nhân để tạo phước đức, lại là nhân để tạo ra cái phước vật nữa. Tại sao tạo phước đức? Tại vì cái người mà giữ được cái giới, giữ giới thanh tịnh thì tạo nên cái phước đức. Là vì sao? Chính họ đã tránh xa những cái nghiệp xấu, và như vậy đó thì họ sẽ là sanh lại làm người, họ được sống trường thọ, họ được có nhiều tài sản là do họ không có trộm cắp, không có ham muốn của bất chánh, hoặc là họ không có tà hạnh là vì họ sống chánh hạnh, cho nên là họ được sanh làm người, được đầy đủ tướng tốt, tướng đẹp, vân vân. Rồi là họ không có giữ, họ giữ giới không có uống rượu và các chất sai, là tạo cho họ được sáng suốt minh mẫn ở hiện tại đời này và đời sau. Đó là nhân để tạo phước đức, nhưng mà cũng là nhân để tạo phước vật. Là vì sao? Nhờ họ có vật chất, nhờ họ giữ giới được tốt đẹp mà phước trổ sanh cho họ. Và nhờ họ giữ giới được tốt đẹp cho nên tài sản của họ làm ra một cách dễ dàng và dư sản đó. Ở trong những điều của những người cư sĩ đó thì Phật ngài nói rằng nếu mà có tài sản giao cho cái người có giới giữ làm chủ gia đình là giữ tài sản. Chỉ có người có giới mới giữ làm gia đình, làm chủ gia đình mới giữ được tài sản đó. Còn cái người mà sống tha quá, sống đa trụy lạc vân vân thì làm sao mà làm chủ gia đình được? Con không không được, giáo không được, không sống gương mẫu, rồi chính mình bê tha như vậy thì làm sao mà giữ được cái hạnh phúc gia đình, giữ được cái tài sản của cùng được. Thì cho nên nói là giới giữ tài sản đó. Ở đây tôi muốn nói là cái người mà giữ được tài sản và họ làm tài sản ra giữ gìn được dễ dàng hơn. Vì vậy cho nên giữ giới là nhân để tạo phước nè. Trở lại, khi một người, điều thứ ba ở đây đó là tùy sanh, thì chúng ở đây nhẹ rồi và ngủ dậy. Ngày nay chú giáo ở là khi nhiều cứ nghĩ rồi bao nhiêu chủ trương nhưng chỉ sợ tính bằng tiền, tức là từ ở buổi ban đầu đứa bé nó là có tính thiện rồi
chẳng qua là thời gian nó bị tiêm nhiễm, nó bị cuốn hút bởi những cái pháp bất thiện ở bên ngoài, cho nên lâu ngày chày tháng nó lớn lên cái nó trở thành người xấu. Không phải, trong Phật giáo của chúng ta đó thì trong con người của chúng ta nó có thiện và ác. Nói như vậy thì có nghĩa là có chỗ để chứa nó, không phải. Nhưng mà ở trong mỗi con người chúng ta nó có chứa thiện và ác. Có nghĩa là khi nào mà pháp bất thiện nó tăng trưởng thì pháp thiện sẽ bị đẩy lùi. Ngược lại đó thì pháp thiện mà tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị đẩy lùi. Như vậy thì ở đây đó, thiện pháp tăng trưởng thì pháp bất thiện sẽ bị đẩy lùi. Còn nếu mà pháp bất thiện tăng trưởng thì pháp thiện sẽ bị đẩy lùi. Điều này đó cho chúng ta thấy rằng là giữa chúng ta đó, có người chúng ta nó có giữa điều thiện và điều ác. Và nếu chúng ta không làm cho điều thiện phát triển mạnh thì pháp bất thiện sẽ lớn ngang. Vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta làm cho pháp thiện tăng trưởng mạnh thì pháp bất thiện dĩ nhiên nó sẽ được đẩy lùi. Đó là như vậy. Cho nên là không bao giờ mà có là trong mỗi đứa trẻ nó lại có những cái tính thiện ở trong, mặc dù là nó chưa có đầy đủ cái trí khôn, hay cho chưa có đầy đủ những cái linh hoạt ở trong cái lời nói cử chỉ để nó tỏ rẽ ra là thiện hay bất thiện là một đứa trẻ. Nhưng mà bản thân của mỗi đứa trẻ đó thì nó đã có tham sân si ở trong rồi. Ví dụ như bây giờ làm gì ông vừa ý nó, mẹ nó không cho nó bú vân vân thì nó khóc, mẹ không cho nó đói thì nó la nó khóc vân vân. Rồi đó là làm gì không vừa ý thì nó cũng lấy cái tay nó đấm nó nhéo hay là cái gì đó. Cho nên là ở đó không phải là đứa trẻ nó thiện. Trong Phật giáo chúng ta đó thì cái nghiệp á nó bao gồm cả nghiệp, nó có những điều nghiệp thuộc quá khứ, thiệt về cuộc thuộc về cái gì đó là do cái tập chủng của nó từ trước tới giờ. Bây giờ nó hay là tốt, nó xấu hay là nó xấu hay là tốt, thiện hay là có loại thiện ở trong hoàn cảnh hiện tại tạo ra nó, cái điều tốt điều xấu tạo ra ở đó ta gọi là cái môi trường sống hay gọi ta gọi là tập quán nghiệp, do cái tập quán mà nó xây dựng. Cho nên nó ở đây đó chúng ta thấy rằng có khi đó là cha mẹ có quy tam bảo, nhưng mà rồi là con, ở đây trong trường hợp này thì con cũng quy tam bảo, tức là mình có giáo dục, có hướng dẫn cho nó. Và ở đó chúng ta thấy rằng giống như trong kinh Đức Phật ngài nói rằng Đức Phật ngài nói rằng có bốn hạng người. Hạng người từ ở trong bóng tối hướng đến ánh sáng, rồi hạng người từ trong ánh bóng tối ánh sáng mà hướng đến bóng tối, rồi có người đó là từ trong ánh sáng hướng đến ánh sáng, rồi có người từ trong bóng tối hướng đến bóng tối. Giữa bóng tối và ánh sáng ở đây muốn nói là một người sống trong ánh sáng, có nghĩa là trong một cái điều kiện thuận lợi nhất, vật chất cũng có, tri thức cũng có, môi trường sống tốt hết sức, đó là ánh sáng, hiểu không? Rồi họ sống trong ánh sáng nhưng mà họ lại hướng đến bóng tối, tức là họ làm những điều phi pháp, là họ tạo những cái nghiệp bất thiện, hoặc là họ xa vào cái con đường trụy lạc, tức là cờ bạc, rượu chè, đàn điếm gì đó, thế là họ hướng đến bóng tối. Thì ở đây chúng tôi muốn nói một người sanh trong một môi trường tốt nhưng mà mình lại đi vào cái con đường sa ngã, đó là ánh sáng hướng đến bóng tối. Rồi cái người mà sanh ở trong một cái bóng tối, tức là trong một cái điều kiện không được tốt, cha mẹ không có điều kiện vật chất đủ cho con. Cái thứ hai nữa là cái hạn chế về tri thức, văn hóa, đạo đức kém. Bây giờ nhưng mà đứa con này nó nỗ lực, nó hướng đến ánh sáng, tức là nó văn hóa đạo đức có, rồi vật chất nó được phát triển, rồi tất cả mọi mặt nó đều được phát triển như vậy, thì cái người đó từ trong bóng tối hướng đến ánh sáng. Rồi có những người đó là từ trong bóng tối hướng đến bóng tối, có nghĩa là
một người đã trong một cái trong điều kiện không tốt, hoàn cảnh sống không tốt, nhưng mà họ lại lầm lũi lao vào ở trong bóng tối tiếp tục nữa, tức là họ xa vào cái con đường trị lạc, rồi tự họ tạo ra cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu ý. Như vậy thì họ khổ đời này rồi họ lại khổ đời sau nữa. Đó là trong bóng tối, là hướng đến bóng tối. Rồi có những người đó là từ ánh sáng hướng đến ánh sáng, tức là những người mà đã trong điều kiện tốt, sẵn cái đà đó, họ phát triển lên thêm. Dạ, kính bạch thượng tọa pháp tân, trong room không có được nghe, không nghe được cả tiếng của thượng tọa nữa. Alo. Dạ, con kính thượng tọa trở lại. Alo, alo. Dạ, kính bạch thượng tọa pháp tân, trong room không còn nghe tiếng của thượng tọa giảng nữa. Không biết đại tọa có biết không nè, đại tọa đang giảng. Nếu mà trường tọa nghe, con xin ra cung thỉnh trường tọa trở lại à luôn. Con nghe tiếng telephone cái đang không nghe trường tọa nói luôn. Yeah, kính là người đạo tràng chờ phút để phát thanh ma đi kìa, gửi. Dạ, con cũng thỉnh thỉnh tọa. Dạ, quý vị nghe lại được không ạ? Dạ, cảm ơn huynh quá rất nhiều. Chỉ nghe để làm sao có được đồng tiền đó thôi, và nó đi nghe pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông cấp cô độc hỏi nay con đi nghe pháp được cái gì, thì nó sẽ cố gắng nhớ để về nó tường thuật lại, nó thuyết trình lại cho ông cấp cô độc nghe. Ông cấp cô độc có các cách khuyến dụ là vậy, khuyến dụ là vậy. Thế lần sau nữa thì ông lại treo giải thưởng, con đi nghe pháp đi thì là sẽ thưởng cho con.
ở đầu là con của ông cũng đi nghe pháp, nghe rồi về đó là cũng bắt đầu tường thuật lại, ông thưởng tiền cho nói như là. Ở lần sau nữa nó hiểu được rồi, nó thấy được cái sự lợi lạc của sự nghe pháp rồi, thì khi mà đi nghe pháp về đó thì ông trao cho tiền giống như trao thưởng cho nó, nhưng mà nó không nhận, đứa con của ông cấp cô độc không nhận, với lý do là nó hiểu được giáo pháp rồi, bây giờ nó không cần phải nhận cái tiền. Cái tiền đối với nó, cái tài sản lợi lộc đối với nó không phải là cái chuyện quan trọng, mà bây giờ nó đã hiểu được cái giáo pháp, hiểu kính tin được cái lời dạy của Đức Phật, cho nên nó không cần nhận tiền nữa mà nó vẫn cảm thấy an vui. Thì ở đây chúng tôi muốn nói như vậy đó, để cho chúng ta thấy rằng cái việc mà con gọi là thuận dòng, giống như cái câu chuyện mà cha mẹ nó cú lá vậy đó. Cha mẹ nó cú lá là người có niềm tin đối với Tam Bảo, có niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, có niềm tin với nhân quả nghiệp báo nha, rõ ràng rồi đó, là có niềm tin ở nơi cái pháp thực hành của mỗi người, tức là ông thọ trì tam quy ngũ giới hay là bát quan trai giới, thực hành theo lời dạy của Đức Phật đó, thì ông cũng làm như vậy và bà cũng làm như vậy, rồi sinh con ra đó thì con cũng làm như vậy, cha mẹ nó cú lá đó cũng như vậy. Rồi đó là trong kinh có nói rằng đó là không phải là chỉ có làm vợ chồng trong kiếp này không, cha mẹ Na Cú Lá không phải chỉ gặp nhau trong đời này mà gặp nhau ở đời sau nữa. Bởi vì sao? Hai ba cái người này, cha mẹ Na Cú Lá và Na Cú Lá, đều có niềm tin, đều có giới hạnh và đều có cái trí tuệ hiểu biết về nhân quả, cho nên là ba người đều thực hành như vậy. Nếu mà sanh lại làm người thì sanh lại làm người do cái duyên như vậy, cho nên lại làm người, làm vợ chồng, làm thân quyến với nhau nữa. Và sinh con thì con nó có giữ giới, nó có làm điều thiện thì sinh lại cõi người, nó cũng hưởng phước giống như là cha mẹ nó. Và khi sanh lại cõi trời á, thì làm vị thiên á, làm một vị thiên á, thì Na Cú Lá cũng sanh làm vị thiên, cha của Na Cú Lá cũng sanh làm vị thiên, và mẹ Na Cú Lá cũng sanh làm vị thiên. Cho nên là chính cha mẹ Na Cú Lá nói là chúng tôi gặp nhau đời này không, không phải chỉ gặp nhau đời này không, mà còn gặp nhau ở đời sau nữa. Có nghĩa là nếu mà sanh lại làm người, làm vợ chồng, hay là làm một cái người trung thân quyến với nhau ấy, thì cả hai người, ba người đều sanh chung với nhau. Bây giờ chúng tôi đặt ví dụ, khi mà họ sanh lại cõi trời ấy, thì làm vị thiên cũng giống vậy. Chúng tôi đặt cái ví dụ như thế này nè, thí dụ như mình giữ giới mà con mình không giữ giới, thì chừng nữa nó làm nghiệp, nó sẽ sanh vào khổ cảnh. Bản thân mình giữ giới, mình có phước, mình sanh thiên giới, thì làm sao gặp mặt ở đời sau nữa. Cho nên là chỉ có duyên gặp mặt trong đời này thôi, nhưng mà đời sau thì không có. Đời sau thì đường ai nấy đi. Hiểu trong một cách nào là mỗi sanh là như trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt mà Đức Phật Ngài dạy là chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Cho nên cái nghiệp là cái chỗ mà người ta thừa tự, người ta nhận lấy cái đó. Cho nên nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện gì đều là như vậy. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây. Như vậy thì ở đây đó là cái thuận, cái gọi là tùy sanh, tức là cha mẹ có quy tam bảo, có thọ trì ngũ giới, và con thọ trì ngũ giới, thọ trì ngũ giới và quy tam bảo. Bây giờ nói đến cái liệt sanh. Liệt sanh tức là cha mẹ có quy tam bảo nhưng mà con không có quy tam bảo, con không có quy tam bảo. Thì ở đây đó, nhiều khi á, là chúng ta hiểu rằng mỗi người có cái nghiệp, nhưng mà có những cái nghiệp là do cái sự, như chúng tôi đã nói là cái tập quán nghiệp, do cái sự giáo dục, do sự thân cận, do sự giáo dục, do sự thân cận. Cho nên là nhiều khi mình nói là mình đi chùa Thiên Chúa Giáo thì họ có những cái bắt buộc. Con của họ, chúng tôi nghe kể lại là con của họ tùy theo lứa tuổi bắt đi rửa tội rồi, nhỏ chừng khoảng 5, 10, 10, 20, 8, 9, 10 tuổi là phải đi lễ rồi. Không đi á, là cha mẹ phải rầy, thậm chí ở đường xa là cha mẹ phải tự chở đến nhà thờ nữa. Rồi phải đi, phải đi. Và nếu mà không đi á, thì cha mẹ không rầy đó, bà nội nó rầy cha mẹ nó, rầy cha mẹ nó. Và ông bà nội
nội nó mà thầy nó, hay không bà ngoại nó mà không rầy nó. Quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn. Vinh quá. Thì ông bà nội, ông bà ngoại hay là cha mẹ, ông bà nội, bà ngoại mà không rầy cha mẹ nó đó, thì coi như là cái họ đạo ở đó đó là sẽ rầy nó, rầy ông bà nội nó luôn. Và nếu mà rầy mà không được á, là sẽ bị cô lập về tình cảm, cô lập về kinh tế, rồi cô lập về các cái mối quan hệ. Đó là cái khổ mà chúng ta gặp. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta không phải là ra một cái điều mà phải là cô lập. Nhưng mà có điều đó là chúng tôi muốn nói, tức là trong cái sự giáo, nếu mà cha mẹ có quy tâm bảo, có thọ trì ngũ giới, quy tâm bảo không thọ trì ngũ giới, thì ở đây chúng ta loại trừ những cái nhân duyên, cái thiệp hay cái ác nghiệp từ quá. Còn những cái gì do tập nghiệp, cái môi trường sống và tạo nên cái sự thân cận, gắn bó, hướng dẫn, giống như Nho Gia họ có nói cái câu là thượng phẩm chi nhân giáo nhi thiện, trung phẩm chi nhân giáo hậu thiện, hậu phẩm hạ phẩm giáo diệt bất thiện, bất giáo nhi thiện phi thánh như hà, giáo nhi hậu thiện phi hiền như hà. Có nghĩa không? Cái người bậc thượng đó thì không cần phải ân cần dạy họ, mà tự họ được cái điều nào xấu họ thực hành. Nhưng mà cái người bậc trung á, phải ân cần gắn bó, hướng dẫn, giáo dục dẫn họ, dắt dẫn họ, thì họ mới trở thành người thiện. Còn cái người bậc hạ đó, thì dù dạy họ đến chết đi nữa, thì cái người đó không thể nào chuyển hóa được họ, và họ cũng phải chấp nhận. Và trong kinh hội nếu rằng á, là ở trong cái kinh mà Đức Phật này kết cái ông Bà La Môn Kê Xá đó, thì trong bốn cách liền nữa của Đức Phật thì có hướng liên tư là quánh nó chết. Quánh nó chết ở đây không có hiểu theo cái nghĩa đen, không phải đánh con ngựa nó chết, mà Đức Phật cũng vậy, giáo dục đệ tử mà nó không nghe thì giết nó chết. Không phải hiểu, đừng hiểu nghĩa đen, mà hiểu nghĩa bóng là như thế này, là bỏ luôn, là bỏ luôn. Cho nên ở đây đó là chúng ta hãy trở thành một cái người, một là bậc thượng, là chúng ta nhận thức được cái điều nào tốt, điều nào xấu chúng ta bỏ, điều tốt chúng ta làm. Chúng ta là người bậc thượng. Còn người bậc trung thì phải ân cần nhắc nhở, khuyến khích họ, dắt dẫn họ, lần lượt sau này họ trở thành cái người thiện. Chứ đừng như là cái người bậc hạ. Cái người bậc hạ thì dù có giáo dục hay là hướng dẫn như thế nào thì đường họ đi, đường mình đi. Như vậy thì ở đây đó, trong cái gọi là liệt sanh, tức là cha mẹ có quy tam bảo nhưng mà con không có quy tam bảo, không có thọ trì ngũ giới, thì ở đây đó, cái kệ ngôn này thì Đức Phật ngài dạy như thế này: bậc hiền trí ước muốn con trai ưu tùy sanh. Ưu tùy sanh là tức là nói mấy hàng người đó không ước muốn hạ liệt sanh, thấy không? Một gánh nặng gia đình, đời có những con này trở thành nam cư sĩ, sống đầy đủ tín giới, tức là có niềm tin và có giới hạnh, biết nghe lời người khác, biết nghe lời người khác, xa lìa sự sang tham. Những người con như vậy như trăng thoát đám mây, chói sáng giữa hội chúng. Giống như ông bà ta có nói cái câu là con hơn cha là nhà có phúc, thì chúng tôi muốn nói ở đây, nếu mà cha mẹ có giới đức, có tam quy, có ngũ giới mà con được như vậy nữa thì đó là cái điều tốt. Hoặc là nếu như cha mẹ không có giới đức, không có quy tam bảo mà con có được những điều đó, thì chúng ta hiểu ở đây trong cái nghĩa là con hơn cha là nhà có phúc, nhà có phúc. Thì nếu mà chúng ta tốt hơn á, là cả cha mẹ con cái đều thuận dòng, có nghĩa là cha mẹ con cái có quy tam bảo, có kính tin đối với tam bảo và có thọ trì ngũ giới, tức là năm cái điều mà chúng ta biết là gây ra cái nghiệp bất thiện: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối và uống rượu. Và do vậy đó thì cái dịp mà mình thương con thì mình phải
Dĩ nhiên là trong kinh Phật dạy là cha mẹ thương con á, thì phải giáo dục ngăn chặn không cho con làm điều ác và khuyến khích con làm điều thiện. Thì đó là một trong năm bổn phận trong kinh Thi Ca La Việt Xin Ca Lô Quá Đáng mà Đức Phật Ngài đã dạy bổn phận của người cha người mẹ đối với con. Trong đó có cái điều là cha mẹ đối với con là khuyến khích con làm điều thiện và ngăn chặn con làm điều ác xấu. Đó là điều mà bổn phận mà người cha người mẹ cần phải có. Thì chúng tôi xin nói đến cái ý nghĩa trong ba cái sanh ở đây. Một là ưu sanh, tức là cha mẹ không có quy tam bảo, không có thọ trì ngũ giới, nhưng mà con có thọ trì tam quy ngũ giới đầy đủ. Ở đây chúng ta hiểu rằng là con hơn cha là nhà có phúc đó. Rồi bây giờ tùy sanh, tức là cái điều này rất là tốt, là vừa cha mẹ có quy tam bảo, có thọ trì ngũ giới, và con khuyến khích con, hướng dẫn con, nhắc vợ, dắt vợ con có quy tam bảo và có thọ trì ngũ giới. Và liệt sanh ở đây đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng cha mẹ có quy tam bảo nhưng mà con không có quy tam bảo, không trì ngũ giới. Thì cái hạnh nghiệp này, thì nếu mà nó không có quy tam bảo thì nó sẽ là một cái người đi theo cái nghiệp của nó. Mà nghiệp ở đây là nghiệp xấu đó. Nghiệp đây là nghiệp xấu. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, tu nữ và mỗi chư Phật tử chúng ta được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng tôi xin được xuống mít. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Vân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Vân chúc phúc cho rung chúng con được vận vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung, và con kính dâng mít đến sư. Và thay mặt chư tăng phúc chúc đến rùm. Phawatusa bamangalamra khantusa badewata sa babuta nova quê đa sa đa so ti phawantute. Phawatusa bamangalamra khantusa badewata sa bathamma nova quê đa sa đa se phawatusa bamangalamra khantusa badewata sa basangha Nukha Kwe Dasada Soti Phá Hoàn Tu Tê. Tất cả phước báo hằng có người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của Pháp, do nhờ quy đức của chư Tăng, căn lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tin thành tam bao, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa le thề ra cha mát cha na wa ca cha vi ca vô Parami kadana pati upasaka gama cha desani gama cha isara sapana puta sukita pawan tute chala bu cha ye pi chan da samwa samse da cha ta tha vo papati ka niyani kang thamma wa rang patit cha te
sabbe pidukkhassa karantu sankhayam tha tu chi răng xá tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha thẩm mắc thẩm mô sabbe pi thẩm ma cha ri nô vô thiêm sâm pa vô ni ya ma thẩm ma ri ya pa vê đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào hôm nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mít.